Ian khóc thật hả? Ian, Ipep có cách rồi, Ian ạ. Mình có cách rồi, Ian đừng khóc nhá. Mình có cách lấy nước ngọt 48 rồi. Hello mọi người, hôm nay thì Ian sẽ làm một clip review nước 48 rồi nha. Hôm nay thì trời rất là nắng nóng, không có nước 48 thì tại vì Ian quen buồn nước 48 rồi mọi người ạ. Ian và Ipep quen nước 48 rồi mọi người nha. Thì hôm nay Ipep không có ở đây luôn mọi người. Ui, rất là chán luôn mọi người ơi. Tại năng nóng tới đây cũng có nước 48. Mới về đi làm mà không có nước 48. Thôi nhanh khóc đi nhanh. Ian khóc kìa. Trời nắng nóng thế này mới đi làm thì không có nước 48. Quay clip sao khóc kìa Ian? Tại vì không có nước 48. Không có nước ngọt 48 hả? What? Không có nước ngọt 48 thì mình mình mẹ lên chứ sao khóc kìa Ian? Lớn rồi mà. Nắng nóng thế này mà uống nước 48 thì mệt lắm. Ian khóc hả? Khóc thật luôn hả? Sao vậy? Ian đang quay clip mà Ian khóc hay là đùa vậy? Đùa gì? Khóc thật chứ nói có đùa đùa đây, đùa. Đây đang nói như thế này Ipep cũng muốn uống nước ngọt 48 đó mọi người nhá. What? Tại vì trời đang nóng như thế này rất là mệt mỏi lắm mọi người. Ian khóc thật hả? Ian, Ipep có cách rồi Ian ạ. Mình có cách rồi, Ian đừng khóc nhá. Mình có cách lấy nước ngọt 48 rồi. Ôi, đây. Mình có cách rồi. Đây Ian. Đây, mình có cách bên kia có nước ngọt 48 Ian. Đây nha. Đó. Mình thấy ngọt 48 đây mình. Đây, mình có nước ngọt 48 đây mọi người. Đó, mình sẽ đưa Ian. Đây, nước ngọt 48 Ian. Đó. Buồn lắm. Đây, nước ngọt 48 có đâu mà sao Ian vẫn khóc nữa hả? Ian. Ian khóc thật luôn hả? Ian khóc thật luôn mọi người. Đây. Có nước ngọt 48 nữa mà. Đã 48 này muốn ở đâu vậy? Mới có cách mình lượm bên kia chứ. Ian lớn mà sẽ khóc nước ngọt 48 chứ. Ipep đâu có khóc nước ngọt 48 đâu. Khóc chứ, không có nước 48 mà nó khóc. Đó mọi người, Ipep không khóc nhưng mà có nước ngọt 48. Ian thì nó khóc thì không có nước ngọt 48. Không làm ở đây có ăn hả? Mới đi làm mà không có nước 48 mọi người. Mới đi làm nữa, Ipep đâu có làm đâu. Ian uống thử có ngon không? Hả? Sao giờ khóc chưa? Ipep không cần đi làm mà có được ngọt 48 mà Ian không làm ở đây có ăn chỉ muốn khóc à? Đây Ipep mua ở đâu vậy? Mình hả? Mình lấy bên kia thôi. Mình lấy chỗ cà phê người ta đi làm á. Mình cướp nước ngọt bên kia. What? What the fuck? Chắc, sao? Chắc chú thấy nó đánh mình luôn á. Ngon không? Hả? Có sức rồi. Có sức rồi hả? Sao Ian giờ này khóc vậy? Khóc tại vì em mới đi về bé cái cạnh cà phê. Wow. Ở đó mọi người. Trời Ian nắng khóc, thế này. Khóc thật thì là đúng đó mọi người. Tại vì hôm nay là trời nắng nóng. Không, nếu mà mình làm thì không có được ngọt thì rất là muốn khóc đó mọi người. Tại vì nước ngọt này Ipep thấy chỗ cà phê mọi người. Ian khóc thì không làm ở đây có ăn chỉ muốn uống nước ngọt thôi. Đu, nước ngọt đây thì uống nó mát lắm. Mình đi làm thì cũng có nước đây thì không đi làm đâu. Sao? Ian uống nước ngọt thì cảm giác như thế nào ạ? Đây. Thì ngon chứ. Ngon hả? Ngon thì nó
tăng lên hay nó mới nha. Đây Ian uống thế nào? Để cảm giác như thế nào? Đó mọi người, nhưng mà Ian có nước ngọt 48 rồi nhưng mà không khóc nữa mọi người nha. Ian tưởng là Ian quay clip nói chuyện thôi. Ai ngờ là Ian khóc một mình ở ngoài giếng đó mọi người. Tại vì không có nước 48 thì đi làm thì rất là mệt mỏi luôn mọi người nha. Đây thì Pepsi nó thật lắm mọi người nha. Đây là nước ngọt này, là nước ngọt 48 này quen thuộc của Ian với Pepsi mọi người. Thì mình làm clip bắt cá, bắt cua, bắt ốc ngày nào cũng uống nước ngọt 48. Thì Ian với Pepsi thì cũng cảm ơn tất cả nhà quảng cáo, nhà sản xuất về nước ngọt 48 này. Nếu mà không có nước 48 thì mình không quen được mọi người. Tại vì nước ngọt 48 thì mình uống thì có sức khỏe. Ian nói đi, sao Ian khóc? Ian cứ nói để mọi người biết cảm giác của nước ngọt 48 như thế nào. Mùi nó thì rất là thơm. Thơm. Dạ, yeah, mùi vị của nó. Cái nắng nóng như thế này muốn uống nước ngọt 48 lắm mọi người nha. Để Ipep uống thử cảm giác như thế nào mọi người. Ian nếu cũng có nước 48 thì ngon mọi người. Nhưng mà nước nói ngọt chung thì không biết nói luôn. Nhưng mà nước ngọt 48 thì mình uống thì nó có ca mọi người nha. Nếu mà mình uống nhiều á, uống nhiều thì hai người uống lúc đó thì Ian với Ipep uống nhiều á, nó bị say hơi tí mọi người, bị say hơi tí, bị nhức đầu mọi người. Thì mình uống một chai thì không sao gì hết, mình uống 7-8 chai thì mình uống hai người này bị say luôn mọi người. Hôm trước Ian uống thì 2-3 thùng luôn mọi người. 2-3 thùng bị say không? Say nhức cái gì luôn mọi người, nhức đầu giống như say rượu luôn mọi người. Mình uống nhiều thì say, mình uống một chai thì không sao gì hết. Nếu mà mình đi làm trời nắng nóng như thế này mình uống nước ngọt rất là ngon mọi người. Tại vì nước ngọt rất là mát luôn mọi người. Thì mình sẽ nói thật cùng mọi người luôn để mọi người biết luôn. Nước ngọt thì quen thuộc với Ian với Ipep. Thì Ipep với Ian thì cảm ơn nhà sản xuất, công ty sản xuất nước ngọt 48. Tại vì nhiều khán giả để muốn Ian với Ipep rep khán giả làm về video quảng cáo về nước ngọt 48. Hôm nay thì Ian với Ipep thì quảng cáo về nước ngọt 48 thì mình uống nước ngọt 48 thì nó bị có ga thì nó có sức khỏe hơn tí mọi người nhá. Mình uống nước ngọt khác thì không bằng được cái này, cái này thì nó bị cà phê mọi người. Đây sức khỏe Ian tăng lên đây. Tăng lên hả? Ồ chắc chỗ này trời nắng nóng quá nhỉ. Ian trời nắng nóng như thế này. Thế này mình uống nước ngọt rất là ngon. Ian thì nếu Ian đi làm thì không có nước 48 thì Ian không thích làm đâu buổi nha. Thì Ian tâm sự mọi người để mọi người biết thì mình chia sẻ về quảng cáo về nước ngọt 48. Đây. Mọi người ơi, hôm nay thì Ian khóc không có nước 48 rồi nha. Tại vì Ian đang quay clip một mình thôi tại vì không có nước 48. Hôm nay thì thấy Ipep vua đây mọi người nha. Nhưng mà tại sao hôm nay Ian khóc một mình, tưởng là Ian quay clip nói chuyện thôi, sao Ian khóc một mình chứ? Ipep đi bên kia thấy người ta khóc mọi người, mình tưởng nghe là người trẻ con khóc mọi người. Mình đi qua ngang đây thấy Ian khóc luôn. Tưởng là Ian khóc cái gì chứ? Ian khóc nước ngọt 48 mà, người lớn mà cũng khóc nước 48 mà. Không làm ở đây có ăn mọi người. Ian cũng mới về không có nước ngọt 48 thì Ian khóc mọi người. Đó chỗ đó Ian mới bể chơi cà phê hả? Dạ. Mình lớn mà mình khóc thì nước ngọt 48, nếu mà mình có uống không có thì thôi chứ sao lại khóc nước ngọt 48 đi ăn? Không có nước 48 thì nó cái chân mình rung hết. Giờ này có nước 48 rồi. Ipep cũng chia sẻ thật cho mọi người biết. Cảm ơn tất cả nhà công ty sản xuất về nước ngọt 48. Tại vì lúc đó chưa có nước ngọt 48 thì Ian với Ipep thì uống nước ngọt Mirada, Coca thôi. Giờ này đã có nước ngọt 48 thì mình cũng cảm ơn nhà công ty sản xuất về nước ngọt 48. Đây là sản xuất từ đâu đây? Đây sản xuất nước ngọt 48 là chỗ văn phòng số tầng 5 Khối Tháp A 132 Biên Vườn Đồn, phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Để em uống đi. Đây là nước ngọt chỗ thành phố Hồ Chí Minh sản xuất mọi người nha. Ipep với Ian cảm ơn tất cả nhà sản xuất về nước ngọt 48 quận 6
thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam mọi người. IFFVN cảm ơn rất là nhiều. Không phải là IFFVN chia sẻ về nước ngọt 48 mọi người, tại vì nhiều khán giả quảng cáo về nước ngọt 48, tại vì khán giả thấy IFFVN nghe nào cũng nước ngọt 48. Hôm nay IFFVN chia sẻ thật để mọi người biết. Thì cảm ơn tất cả nhà sản xuất quảng cáo rất là nhiều. Nhà sản xuất về nước ngọt rất là nhiều mọi người. Ian nói đi để mọi người biết đi. Ian thì nghe là nước 48 thôi nha mọi người. Nước ngọt 48 rồi mọi người. Thì tại vì không có nước 48 thì Ian thì rung hết luôn mọi người. Đi làm thì không chịu luôn mọi người nha. Thì IFF á, nói chứ thật mọi người. Thì mình không có nước ngọt 48 thì không sao. Ian cũng có nước ngọt 48 thì Ian khóc mọi người. Tại vì Ian quen uống rồi, IFF cũng quen uống. Nhưng mà mình phải có thì mình mua, không có thì thôi. Tại vì mình làm clip này chia sẻ chính thức luôn. Nước ngọt 48 ngày nào cũng uống. Ví dụ mình bắt cua, bắt cá, mà bắt cái gì mình ngày nào cũng mua nước ngọt 48. Mình chia sẻ cho khán giả biết. Tại vì khán giả muốn IFFVN thì làm về nước ngọt 48. Mình chia sẻ về nước ngọt 48 là đây là nhà sản xuất từ Hồ Chí Minh, Việt Nam. Nước ngọt thì hương vị cà phê rất là ngon. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ về nước ngọt 48 để mọi người biết rồi. Tại vì mình đẹp khán giả rồi, khán giả muốn IFFVN làm clip nước ngọt 48. Hôm nay mình chia sẻ rồi để mọi người biết rồi. Bây giờ thì chỗ này rất là nắng nóng mọi người. Bây giờ mình sẽ xin phép dừng clip tại đây. Video này chia sẻ về quảng cáo về nước ngọt 48 thôi. Cũng cảm ơn tất cả nhà sản xuất về nước ngọt 48 thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam. Cũng cảm ơn tất cả khán giả đã xem video kênh ca sĩ Ian. Nếu mọi người cũng thấy video hữu ích, nhớ đăng ký kênh ca sĩ Ian để Ian với IFF có động lực ra video sau hơn mọi người. Bye.